Các chương trình khuyến mãi giảm giá tiếp tục được các hãng xe ô tô áp dụng trong tháng 5, giúp nhiều mẫu xe giảm giá từ vài chục tới cả trăm triệu đồng. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 4 năm 2004 đạt 24.350 xe, giảm tới 11% so với tháng 3 năm 2004. Tổng doanh số bán hàng tính đến hết tháng 4 năm 2024 đạt trên 82.000 xe, giảm 11% so với năm 2003 doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 17%, trong khi xe nhập khẩu giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm kích cầu mua sắm của người dân, từ đầu tháng 5, nhiều hãng xe tiếp tục tung các chương trình ưu đãi, khuyến mại, giúp giá nhiều mẫu xe giảm từ vài chục tới cả trăm triệu đồng. Trong đó, các mẫu CRV, City, HRV, Accord và Civic của Honda Việt Nam được hưởng ưu đãi từ 50 đến 100% lệ phí trước bạ theo khung trước bạ 10%, giảm tiền mặt hoặc tặng một năm bảo hiểm thân vỏ nhiều bản xe được hỗ trợ thêm từ 20 đến 30 triệu đồng trong tháng 5, đưa tổng ưu đãi lên đến trên 100 triệu đồng.